đón xem Một Nửa Hoàn Hảo lúc 20 giờ trên Today TV. Anh Huy, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Anh đúng là cái đồ có mới nói cũ mà. Ngọc Anh, Ngọc Anh, kệ cô ta đi. Lần này mẫu quảng cáo Kem Win có những sự thay đổi sáng tạo, mà đợt trước á là Ngọc Anh làm mẫu đại diện. Anh, ý tưởng mới á có gì đặc biệt hơn so với quảng cáo cũ không? Đã nói là ý tưởng mới mà em, chắc chắn sẽ sáng tạo và hay hơn. Nghe thích quá, em mong chờ đến ngày quay ghê á. Ngọc Anh. Dạ. Lần này anh sẽ thay thế Diễm Thúy vào chỗ của em. Tại sao ạ? Tại vì Diễm Thúy có gương mặt trong sáng, phù hợp với ý tưởng lần này hơn. Em có nghe lầm không? Anh chọn cô ta làm gương mặt đại diện mới, thay thế cho em hả? Cô ta là người mẫu mới, chưa có kinh nghiệm, trong khi em là gương mặt đại diện cho Kem Win bao nhiêu lâu nay mà. Đây là ý kiến của khách hàng, họ muốn thay đổi gương mặt mới để tăng hiệu ứng cho sản phẩm. Em anh không cũng... đồng ý. Anh đã quyết định rồi. Ngọc Anh, em phải hiểu sự thay đổi luôn cần thiết. Cái gì cần thay đổi thì mình phải thay đổi. Dù là em hay là ai đi nữa, anh cũng không có ngoại lệ đâu. Nhưng mà em nhớ nè, em đừng có gây rối nữa. Nếu không, sẽ có rất là nhiều hợp đồng tiếp theo không phù hợp với em đó. Anh Huy, sao anh lại có thể đối xử với em như vậy? Anh đúng là cái đồ có mới nói cũ mà. Ngọc Anh, Ngọc Anh, kệ cô ta đi. Huy à, anh nghĩ em nên giữ Ngọc Anh lại đi. Cô ta có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa những năm qua cô ta đã quảng cáo cho Kem Win rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây em không có quyết định được hết. Khách hàng họ muốn thay đổi. Ngọc Anh đã thực sự nhàm chán với khán giả rồi. Dạ, anh cho gọi em ạ. Chào em. Dạ. Chúc mừng em. Em sẽ làm mẫu đại diện cho Kem Win lần này. Dạ, em cảm ơn tổng giám đốc, em sẽ cố gắng hết sức ạ. Ngồi đi. Dạ. Anh thấy sao? Tùy em. Nguyên. Dạ. Anh đã để hồ sơ bên phòng nội dung, bên đó sẽ liên hệ với em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh ta đúng là cái đồ khốn nạn, có mới nới cũ, nhanh thèm chóng chán. Anh Minh, anh tìm cách giúp em đi, tìm cách giúp em lấy lại show quảng cáo đó đi. Em không muốn show quảng cáo rơi vào tay con Thúy đó đâu. Em cũng thấy rồi đó, anh đâu có quyền quyết định gì đâu. Thôi, em sai rồi, ngày mai hãy nói.